Tôi quyết định mua hết 3 bó rau còn lại và biếu cụ số tiền thừa để giúp cụ một phần nào đó khó khăn trong cuộc sống. Hãy giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương xung quanh bạn nếu có thể. Run. Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay nó là một cái video mà tôi cảm thấy nó rất là vui. Bởi vì là tôi vừa mới nhận được nút vàng của YouTube gửi về cho tôi xong. Đấy, các bạn thấy không? Nút vàng thì rất là to và bên trong thì chắc chắn là rất là đẹp rồi. Và sau hơn 3 tháng ròng rã chờ đợi thì là bây giờ cái nút vàng mới về với tôi. Đó. Đây là nút vàng của kênh Monster NTN. Kênh Monster NTN này tôi đã hoạt động đến bây giờ là hơn 4 năm rồi. Và trong 4 năm đó thì nó để lại cho tôi rất là nhiều kỷ niệm cũng như rất là nhiều thăng trầm luôn. Đó, thì lát nữa tôi sẽ tâm sự với bạn, kể lại cho các bạn nghe để các bạn có thể hiểu được rằng cái nỗi khổ của tôi khi mà gây dựng cái kênh Monster NTN này nó vất vả như thế nào. Và không linh tinh luyên thuyên là làm mất thời gian các bạn nữa. Bây giờ tôi sẽ mở cái hộp đen này ra và cho các bạn chiêm ngưỡng nút vàng của kênh Monster NTN. Ok. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái nút vàng khổng lồ này ra, thật sự là nó rất là to luôn. Đó. Rồi, ok. Thì các bạn thấy là ở bên trong đây có một bức thư của tổng giám đốc YouTube đã gửi đến cho tôi và nội dung của nó là hoàn toàn tiếng Anh luôn. Đó, và tôi sẽ để cái lá thư này sang một bên. Và chắc chắn là sau cái lớp bút này sẽ là cái nút vàng của tôi của kênh Monster NTN. Bây giờ tôi sẽ mở ra cho bạn xem. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy chữ Monster NTN. Và đây là nút vàng. Nhìn rất là to luôn, to kinh khủng luôn, vàng chóe luôn. Ok, các bạn thấy là cái nút vàng của kênh Monster NTN nhìn nó rất là to luôn, to vật vã. Đấy, nó to hơn cả cái bàn tay của tôi. Và đây là một cái nút vàng được mạ vàng toàn bộ bên ngoài. Bên trong thì nó không phải là vàng, nó chỉ mạ vàng bên ngoài thôi. Và các bạn thấy là nó có một cái màu vàng nhìn rất là sặc sỡ. Đó. Được đúc rất là tinh xảo và rất là đẹp. Bên dưới đây thì là có chữ Monster NTN được in chìm ở dưới cái lớp vải sau cái tấm kính này. Trên là tấm kính nhé, nó in chìm bên dưới với một dòng chữ tiếng Anh, 1 triệu subscribe và chữ YouTube. Đó, tôi soi qua cho các bạn xem kỹ cái nút vàng xem nó đẹp như nào. Đó, nhìn rất là đẹp và rất là sắc nét luôn. Ok, thấy chưa, một màu vàng chói lóa. Ok, tôi vừa mới review xong cái nút vàng cho tất cả các bạn xem. Và sau khi xem xong nút vàng, các bạn đã biết cái nút vàng nó như thế nào và nó đẹp ra làm sao. Đó, nhìn rất là đẹp và rất là to luôn. Vừa to vừa chói lóa. Thì thật ra để mà nói cái nút vàng này nhìn bên ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều so với nặng trong video. Trong video nhiều khi màu sắc nó không được tươi, không được đẹp như bên ngoài. Bên ngoài tôi nhìn cái màu vàng này nó rất là tươi, rất là sặc sỡ và rất là sáng luôn. Kiểu sáng chói lóa ấy. Ok, thì cái kênh Monster NTN này nó đã đồng hành cùng với tôi hơn 4 năm qua. Và trong khoảng thời gian 4 năm qua nó đã trải qua cùng với tôi rất là nhiều kỷ niệm vui buồn thăng trầm. Những cái kỷ niệm buồn đó chính là những cái lúc mà tôi đi từ thiện, tôi đi giúp đỡ người nghèo. Thì nhìn những cái hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh éo le thì thật sự tôi rất là buồn luôn, thật sự trong lòng tôi buồn kinh khủng luôn, buồn dã rời luôn. Mặc dù là tôi đã giúp đỡ người ta nhưng mà tôi vẫn cảm thấy buồn. Bởi vì là tôi không thể giúp đỡ người ta nhiều được như tôi nghĩ. Và tôi chỉ giúp đỡ người ta được một phần nào đó trong cuộc sống thôi, chứ tôi không thể giúp cho cuộc sống của người ta giàu lên được. Thì đấy, những cái kỷ niệm tôi cảm thấy rất là buồn. Và tiếp theo thì là có những cái kỷ niệm vui, như là đi ra ngoài đường chôn người ta rồi là cảm thấy rất là vui, vì là chôn được người ta đấy, trêu được người ta. Và cũng thấy nó cũng rất là hài hước luôn, thật sự rất hài hước luôn. Đấy, thì trong những cái kỷ niệm vui buồn thì là có rất là nhiều kỷ niệm mà tôi cảm thấy rất là sợ, sợ kinh khủng luôn. Đó chính là 2 lần bị công an gọi lên phường. Thật sự những cái lần đấy tôi thấy đây là một kỷ niệm thật sự rất là đáng sợ. Thật sự rất là đáng sợ luôn, sợ kinh khủng luôn. Nhưng mà sau những cái kỷ niệm đáng sợ đấy thì nó cho tôi rút ra được rất là nhiều bài học, cũng như là cho tôi cứng cáp lên rất là nhiều và học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm sau những cái lần vấp ngã đấy. Đó, những cái lần mà tôi đã sai lầm. Thì có rất là nhiều bạn theo dõi tôi từ trước đến giờ thì đã biết những cái sai lầm đấy của tôi. Và các bạn đã hiểu được và thông cảm được cho tôi. Ok, thì đấy là những cái vấp ngã của tôi. Còn những cái vui buồn thì tôi đã chia sẻ hết rồi. Và có thể rất là nhiều bạn đang thắc mắc là không biết tại sao hơn 1 tháng qua thì tôi lại không ra video nữa. Thì những cái bạn theo dõi tôi, các bạn đã biết được rằng là cách đây 1 tháng cái team NTN đã bị tan rã. Và lý do như nào các bạn biết rồi. Đơn giản tôi giải thích như này. Tức là những cái xấu thì tôi sẽ đẩy nó ra và tôi sẽ kéo những cái tốt lại, chứ chả bao giờ mà tôi đi kéo cái xấu và đẩy cái tốt ra cả. Ok, thì là tất cả cái gì mà trong tim tôi cảm thấy xấu thì tôi sẽ đẩy nó ra và tôi sẽ kéo những cái tốt vào. Đó, thì là nói đơn giản như thế cho các bạn hiểu. Trong vòng 4 năm qua thì kênh Monster NTN này thì đã thành lập được 3 team, nhưng mà cả 3 team đều tan rã hết.
Bởi vì như tôi đã giải thích, những cái gì tốt thì là tôi sẽ để lại, còn những cái gì xấu thì tôi sẽ cho nó đi, không bao giờ tôi giữ lại. Đó là lý do tại sao mà cả ba team đều tan rã. Ok. Và cái quá khứ của kênh Monster NTN này thì có thể nhiều bạn không thể biết được. Nhân tiện đây có cái nút vàng này thì là tôi sẽ trao đổi cũng như là tôi sẽ tiết lộ luôn để các bạn đỡ thắc mắc và tò mò hơn. Cách đây 4 năm khi mà tôi bắt đầu gây dựng cái kênh Monster NTN này thì nó không phải cái tên là Monster NTN này, mà nó là một cái tên khác. Đó chính là Magic Decoder. Ngày xưa là tôi giải mã ảo thuật. Sau khi giải mã ảo thuật bị chửi nhiều quá, bị đe dọa nhiều quá nên là tôi không giải mã nữa. Và tôi chuyển sang đi giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Và sau khi mà chuyển sang giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn thì là cũng được rất là nhiều bạn ủng hộ. Nhưng mà trái lại thì là rất là nhiều bạn chửi bới, rồi là bảo tôi giả tạo, rồi là bảo tôi là đi giúp đỡ người nghèo và quay video đăng lên làm cái gì. Đấy. Thì là sau khi mà giúp đỡ người nghèo mà cũng bị ăn chửi, thì là tôi chuyển sang trôn, chuyển sang đùa, chuyển sang làm những cái trò khắm, trò bựa. Thì cũng bị rất là nhiều bạn chửi, chửi kinh khủng luôn. Nhưng mà ngược lại với đó, rất là nhiều bạn ủng hộ tôi. Như đơn giản là 1,4 triệu bạn đã ủng hộ kênh Monster NTN để tôi có thể nhận được cái nút vàng ngày hôm nay, cũng như để tôi có thể sở hữu được cái kênh Monster NTN hơn 1 triệu sub. Rất là cảm ơn 1,4 triệu bạn đã ủng hộ tôi từ trước đến giờ. Đó, thì đó là 1,4 triệu bạn ủng hộ tôi. Ngược lại thì là có rất là nhiều bạn đã chửi bới tôi, và tôi không quan tâm những cái bạn chửi với tôi. Những cái bạn chửi với tôi cho ra bên ngoài, bỏ ngoài tai luôn, coi như là đống rác luôn. Bởi vì những cái bạn thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết thì hầu như là tôi không quan tâm, bởi vì là các bạn chả giúp ích gì cho tôi cả. Những cái bạn ủng hộ tôi ấy, thì các bạn giúp cho tôi rất là nhiều. Ví dụ như cái nút vàng đây. Nút vàng ở đây không phải là do một mình tôi gây dựng, mà cũng là do tất cả các bạn đã ủng hộ tôi thì tôi mới có nút vàng này. Chứ nếu các bạn không ủng hộ không bao giờ tôi có. Ok, nên là rất là cảm ơn tất cả các bạn. Và cũng nói một điều là từ trước đến giờ hơn 4 năm qua tôi đã phải vất vả rất là nhiều, gây dựng rất là nhiều và thậm chí là bỏ đi rất là nhiều. Đó, rất là vất vả luôn thì tôi mới có ngày hôm nay, có một kênh YouTube 1,4 triệu sub và cái nút vàng ở đây. Đó, thì đó tất cả cái gì mà tôi đã phải trải qua rất là nhiều. Tôi muốn nhắc lại cho tất cả các bạn biết thôi để cho các bạn có thể hiểu được rằng 4 năm vừa qua tôi đã phải vất vả và khổ sở như thế nào. Chứ không phải đơn giản, không đơn giản chút nào đâu. Có được ngày hôm nay không phải đơn giản. Cái gì nó phải trải qua thăng trầm hết. Cái gì nó cũng phải đi qua chông gai rồi mới đến đỉnh cao được. Không bao giờ các bạn đang từ vũng bùn các bạn có thể nhảy lên được đỉnh núi. Đó, rất là đơn giản, dễ hiểu như thế thôi. Và trên đỉnh núi các bạn có thể tụt ngay xuống dưới vũng bùn nếu mà các bạn làm không tốt. Cũng giống như tôi bây giờ, nếu mà tôi làm không tốt hoặc là tôi có một cái gì để ác cảm các bạn thì không bao giờ tôi có thể đi tiếp được. Và có lẽ là tôi sẽ không để điều ấy xảy ra. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều video hay hơn nữa và chất lượng nữa cho tất cả bạn xem. Đó là một điều hứa danh dự. Và trong thời gian tới, trong tương lai thì cái kênh Monster NTN nó vẫn hoạt động tiếp tục chứ nó không bao giờ dừng. Ok. Hiện tại tôi đang quản lý 3 kênh nên là tôi phải dành rất là nhiều thời gian cho 3 kênh để chăm chút 3 kênh. Nên là không có nhiều thời gian để có thể làm video nó đều được. Ok. Thì là trong thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng ra video kênh Monster NTN và tôi đang có một cái dự án mới. Hy vọng là cái dự án đấy tất cả bạn sẽ ủng hộ. Và cái dự án đấy tôi sẽ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tôi sẽ ra một cái trailer và ra một cái video trước. Nếu các bạn ủng hộ thì là tôi sẽ ra tiếp các tập. Ok, thì là cái nội dung của cái video này như nào tôi còn bí mật. Và hy vọng các bạn hãy vẫn ủng hộ cái kênh Monster NTN này. Hiện tại nó chưa có video nhưng mà hy vọng các bạn hãy ủng hộ nó. Ok, ủng hộ nó coi như ủng hộ tôi. Đó, thì là rất là cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay là có nút vàng đây. Thì là tôi mới muốn chia sẻ tất cả cái gì về quá khứ của tôi và hiện tại của tôi, cũng như là trong tương lai, để cho tất cả các bạn biết được. Ok, và không linh tinh liên tiên nữa, thật sự là để mà nói tôi không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ muốn tâm sự một chút như thế thôi. Bây giờ tôi sẽ phải treo cái nút vàng này lên trên tường và kết thúc clip. Ok. Các bạn thấy là ở đây tôi đã đóng sẵn cái đinh và hai cái móc để treo nút vàng cho nó tiện. Đỡ mất thời gian. Rồi, bây giờ tôi sẽ treo cái nút vàng này lên trên tường. Ok. Xong. Ok, cuối cùng thì là tôi đã treo xong cái nút vàng lên trên tường. Và các bạn thấy là nó đã yên vị ở trên tường rồi. Đó. Nhìn rất là sang chảnh luôn. Ok, xong clip. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.